khiến họ đều an trú các pháp ba la mật đa, bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, trí tuệ, thì nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu Đại Bồ Tát muốn được trì phát nhất niệm thiện tâm mà có được công đức lớn, cho đến lúc ngồi trên tòa Bồ Đề cao quý, chứng được quả vị giác ngộ cao tột, cũng không hết được, thì nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu Đại Bồ Tát muốn được tất cả các đức Như Lai ứng chánh đẳng giác và các chúng Đại Bồ Tát trong các cõi Phật ở mười phương cùng khen ngợi, thì nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu Đại Bồ Tát muốn một lần phát tâm, liền có thể biến khắp vô số thế giới trong mười phương để cúng dường chư Phật, lợi lạc hữu tình, thì nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu Đại Bồ Tát muốn một lần phát ra tiếng, liền có thể biến khắp vô số thế giới trong mười phương để tán thán chư Phật, giáo hóa hữu tình, thì nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu Đại Bồ Tát muốn trong khoảng một niệm an lập tất cả hữu tình ở vô số cõi Phật trong mười phương, đều khiến họ học tập con đường 10 việc làm lành, thọ 3 quy y, giữ gìn giới cấm, thì nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu Đại Bồ Tát muốn trong khoảng một niệm an lập tất cả hữu tình ở vô số thế giới chư Phật trong mười phương, đều khiến họ học tập 4 phép thiền, 4 tâm rộng lớn, 4 định vô sắc, đạt được 5 phép thần thông, thì nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu Đại Bồ Tát muốn trong khoảng một niệm an lập tất cả hữu tình ở vô số thế giới chư Phật trong mười phương, khiến họ an trụ đại thừa tu hạnh Bồ Tát, không hủy báng các thừa khác, thì nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu Đại Bồ Tát muốn nối giống Phật, không để đoạn tuyệt, giữ gìn dòng dõi Bồ Tát, khiến không thối truyền, nghiêm tịnh cõi Phật, khiến mau hoàn thành, thì nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Lại nữa, Xá Lợi Tử, nếu Đại Bồ Tát muốn thông đạt cái không trong, cái không ngoài, cái không trong ngoài, cái không không, cái không lớn, cái không thắng nghĩa, cái không hữu vi, cái không vô vi, cái không rốt ráo, cái không giới hạn, cái không rộng lớn, cái không không đổi khác, cái không bản tính, cái không tự tánh, cái không cộng tướng, cái không tất cả pháp, cái không không thể nắm bắt được, cái không không tánh, cái không tự tánh, cái không không tánh tự tánh, thì nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu Đại Bồ Tát muốn thông đạt tất cả pháp, pháp giới chân như, tánh pháp, tánh không hư vọng, tánh không đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cõi hư không, cõi không thể nghĩ bàn, thì nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu Đại Bồ Tát muốn thông đạt tánh tận sở hữu, tánh như sở hữu của tất cả các pháp, thì nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu Đại Bồ Tát muốn thông đạt tánh nhân duyên, tánh đẳng vô gián duyên, tánh sở duyên, tánh tăng thượng duyên của tất cả các pháp, thì nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu Đại Bồ Tát muốn thông đạt tất cả các pháp là như huyễn, như mộng, như tiếng vang, như ảnh, như bóng sáng, như quáng nắng, như hoa đốm trên không, như ảo thành, như trò ảo thuật, chỉ do tâm hiện, tánh tướng đều không, thì nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu Đại Bồ Tát muốn biết hư không đại địa, các núi, biển lớn, các sông, ao hồ, khe suối, vũng nước, đất, nước, gió, lửa và các thứ nhỏ nhiệm nhất trong thế giới 3 lần ngàn, thì nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu Đại Bồ Tát muốn chẻ một sợi lông làm 100 phần, rồi lấy 1 phần của sợi lông ấy đưa hết nước trong biển lớn, các sông, ao hồ, khe suối, vũng nước ở thế giới 3 lần ngàn, chút vào vô biên thế giới ở phương khác mà không làm tổn hại đến các loài sống dưới nước, thì nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu Đại Bồ Tát thấy có hỏa hoạn đốt cháy khắp trời đất trong thế giới 3 lần ngàn, muốn một hơi thổi khiến cho tắt ngay, thì nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu Đại Bồ Tát thấy có phong luân ở trong thế giới 3 lần ngàn phát bùng lên, sắp thổi núi Tô Mê Lô, núi Tô Muê,